Rồi chăm trà nó chúc Tết trà nó đi. Con chăm trà con bưng hai tay, con chăm trà chúc Tết kìa. Con mời làm sao? Con mời cha mình uống. Ừ? Con mời cha mình uống. Uống gì? Uống trà. Rồi, ok. Chúc Tết cha, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, kiếm đồng ngân đồng ngọc, để dùng là phương tiện, tiến bước trên con đường Phật Pháp. Cha vạn sự như ý, tiến bước trên con đường Phật Pháp. Làm ăn giỏi giang rồi làm ăn phát tài tiến bước vô đường Phật pháp khi nghĩ sao thì nói vậy. Làm ăn trên con đường phát tài phát lộc, chúc cha Tết chúc cha Tết xong rồi đó. Xong rồi đó hả? Dạ. Rồi tiến bước trên đường Phật pháp hả? Dạ. Nè hai cha điều trị con. Không? Được không? Thấy tiền thì được không? Rồi, được. Rồi mua được chơi đâu hả? Được rồi. Mua được chơi gần nhà ông nội bố. Đâu được rồi? Cái gì? Được chơi. Được không? Có thấy tiền gì? Đếm không? Được không? Được. Tự nhiên kêu mẹ đưa cho mẹ kì vậy? Lấy ra quay phim cho bà nội coi. Bà cha nó liền xì cho nó tiền đô đủ thứ luôn kìa. Tiền đô, tiền euro, rồi tiền Việt Nam nó đầy đủ hết luôn. Đó. 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 Trời ơi, giữ vàng cho bà nội nó coi. Đó. Rồi, ok, cho bà nội coi ha. Bắc Hồ nữa nè. Có Bắc Hồ nữa hả? Ồ, nhà trắng nè nè. Ồ, có nhà trắng nữa. Ờ, ha, đúng rồi ha, cái đó nhà trắng ha. Nhà trắng của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ hả? Tổng thống Mỹ, Obama. Ủa, Obama cũng còn làm tổng thống nữa hả? Rồi. Cái gì? Tổng thống Mỹ Obama cũng còn làm tổng thống á hả? Đúng rồi. Vậy chứ chứ bên Mỹ ai làm tổng thống? Kia Obama làm tổng thống hả? Không, bầu cử ai? Ông con nói ông hết nhiệm kỳ rồi mà. Tổng thống Mỹ đâu ra cho bị đuổi về kiểu chưa? Rồi, thế bị tổng thống Mỹ cho bị đuổi về hả? Dạ. Rồi, thôi vậy thôi ạ. À.